Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hải Dương hoàn thành chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đặc sắc canh hát quan họ truyền thống Tổng Nội Tuệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình ngày hội trải nghiệm của bé Xuân Kỷ Hợi tại trường mầm non Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cảnh báo tình trạng ngộ độc từ thực phẩm online. Thưa quý vị và các bạn, theo ngành công thương tỉnh Hải Dương, đến thời điểm này, các mặt hàng phong phú đa dạng về chủng loại, giá thành ổn định. Để không xảy ra tình trạng biến động nhiều về giá cả hàng hóa trong dịp Tết, ngành chức năng và các địa phương đang tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá. Những năm trước đã xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa vào thời điểm cận Tết đã đưa ra chương trình giảm giá sâu đối với các mặt hàng thiết yếu cũng như đồ điện tử, điện lạnh. Bám sát nhiệm vụ chức năng được giao, các đơn vị chức năng và các địa phương đang tập trung thực hiện việc thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt đối với hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa thuộc danh mục kê khai giá. Việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng để chủ động khắc phục tình trạng khan hiếm hàng và tiềm ẩn việc tăng giá đột biến ở thời điểm những ngày giáp Tết và trong Tết đang được ngành chức năng chỉ đạo điều tiết. Ngành công thương và các địa phương đang tập trung theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường tại các điểm tiêu thụ tập trung, nơi đông dân cư, phát hiện những trường hợp tăng giá đột biến để có biện pháp xử lý kịp thời, thực hiện bình ổn giá, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá, dây chuyền, tác động ảnh hưởng xấu tới môi trường kinh doanh tiêu dùng trên địa bàn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn được gọi là OCOD, giai đoạn 2018-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị. Tỉnh Ninh Bình có nhiều mặt hàng truyền thống và nông sản đã có thương hiệu. Nếu khai thác phát huy tốt, sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn. Mô hình sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phong Hòa, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, đến nay, Hợp tác xã đã phát triển sản xuất tập trung với tổng diện tích hàng chục hecta. Các loại rau sản xuất tại hợp tác xã đều tuân thủ theo các quy trình chặt chẽ, đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm sạch và an toàn. Thịt dê là một sản phẩm có thương hiệu của Ninh Bình, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả kinh tế không cao, mô hình hợp tác liên kết đã hình thành. Hợp tác xã chăn nuôi dê Ninh Bình, một mô hình tập hợp các hộ chăn nuôi dê có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng thương hiệu thịt dê Ninh Bình đảm bảo chất lượng. Trong đó, từ khâu chăn nuôi đến giết mổ phải tuân thủ các quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô hình sản xuất rau an toàn hay hợp tác xã chăn nuôi dê là hai trong số nhiều sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Ninh Bình đang phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, đảm bảo các quy định về chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các mô hình sản xuất này là tiền đề quan trọng trong thực hiện chương trình OCOP. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Ủy ban dân tỉnh giao là đơn vị chủ trì phối hợp với một số đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát các sản phẩm tiềm năng thế mạnh tại các địa phương để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai chương trình OCOP. Qua khảo sát, hiện Ninh Bình có khoảng trên 30 sản phẩm nông nghiệp thuộc nhiều nhóm hàng hóa khác nhau có thể thực hiện theo chương trình này. Để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý đấy, giúp cho các doanh nghiệp này, các cái sản phẩm này có đủ các điều kiện, các giấy phép đấy, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao cái sản phẩm này đưa ra thị trường là đầy đủ các thủ tục, giúp người ta về mẫu mã, giúp về bao bì mẫu mã, giúp về thương hiệu, giúp về nhãn hiệu, giúp về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp về công nghệ đấy, để cho cái sản phẩm này nó đủ điều kiện đủ cốt. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được triển khai sẽ góp phần quan trọng thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Nhờ sản xuất ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên làng nghề sản xuất bún đậu thôn Viên Tiêu, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên ngày một phát triển, tạo nên thương hiệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thị trường ưa chuộng. Bình quân mỗi ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn sản xuất 4 đến 5 tạ bún, cao điểm có ngày sản xuất tới 1 tấn bún phục vụ thị trường, tăng gấp 4 đến 5 lần sản lượng so với trước kia. Bún của gia đình anh chủ yếu được xuất bán cho các nhà hàng, trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên.
Nguyên liệu thì trước hết thì gạo thì phải chọn cái gạo nó thật trắng, gạo thì trắng mà khô thì mới làm được nên cái sản phẩm ngon. Làm thủ công thì nó công suất làm thì nó chỉ được ít thôi, mà nhân lực lại nhiều. Giờ chuyển sang máy thì làm tức là nó mỗi tiếng thì trước thủ công chỉ làm được khoảng ra được 30 cân bún. Bây giờ máy nó ra tầm tạ 7, tạ 8 một tiếng. Hiện thôn Viên Tiêu có tổng số 150 hộ dân thì có tới 80 hộ làm nghề, trong đó có 50 hộ sản xuất bún và 30 hộ sản xuất đậu. Nguyên liệu để làm bún, đậu đều đơn giản sẵn có, vốn ít. Đỗ tương là nguyên liệu làm đậu phụ và gạo là nguyên liệu làm bún. Qua các công đoạn ngâm, xay nguyên liệu rồi qua máy ép bột, đánh bột sau đó mới chế biến thành sản phẩm bún đậu. Nếu như trước đây là nghề sản xuất bún đậu được bà con làm hoàn toàn bằng hình thức thủ công, nước xả thải được xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu làng nghề, thì nay 100% các hộ sản xuất của làng nghề đã đầu tư thiết bị máy móc sản xuất có hệ thống xử lý môi trường, đã giúp cho làng nghề sản xuất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Chúng tôi đã vận động nhân dân cố gắng giữ gìn vệ sinh thực phẩm. Chính giữ gìn vệ sinh thực phẩm mới tồn tại được cái làng nghề. Mỗi gia đình có từ 1 đến 2 hố biogas để xử lý nước thải. Hiện bình quân mỗi ngày, làng nghề cung cấp ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ quanh vùng mà còn được thị trường của tỉnh bạn như Hà Nam, Thái Bình ưa chuộng và đặt hàng. Chỉ tính riêng năm 2018, doanh thu từ nghề làm bún đậu của thôn đã đạt trên 30 tỷ đồng. Với lợi thế phát triển du lịch biển, năm 2018, doanh thu từ du lịch của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ước đạt 135 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư phát triển ở Giao Thủy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại các khu du lịch biển của huyện Giao Thủy, các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch chưa đa dạng, dẫn đến doanh thu của cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch chưa cao. Đội ngũ phục vụ du lịch còn thiếu tính chuyên nghiệp. Hệ thống nhà hàng xây dựng nhiều nhưng quy mô và chất lượng phục vụ chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là đối với khách du lịch có thu nhập cao. Để du lịch biển phát triển, thời gian tới, huyện Giao Thủy cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm khu du lịch. Xây dựng và hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công nhận khu du lịch biển Quất Lâm là khu du lịch cấp tỉnh, du lịch sinh thái vườn quốc gia Xuân Thủy là điểm du lịch của tỉnh. Sau hơn một năm được khai trương và đưa vào hoạt động, dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, thủ tục hành chính các cấp huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh đã tạo nên bước đột phá trong cải cách hành chính, hiệu ứng tích cực đối với người dân và doanh nghiệp thông qua việc đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Từ đó nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của nhân dân. Năm 2018, Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Xu tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết gần 29.000 hồ sơ, tỷ lệ trả sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,6%. Đây cũng là một trong những trung tâm hành chính công cấp huyện dẫn đầu toàn tỉnh về việc trả hồ sơ sớm và đúng hạn. Để có được kết quả trên, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác lãnh chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm và trình độ, kỹ năng của các cán bộ nhân viên và đưa hoạt động của trung tâm vào nền nếp. Trung tâm tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ nhân viên trong trung tâm và cán bộ một cửa cấp xã để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ của nhân dân và phục vụ nhân dân. Với sự quyết tâm của lãnh đạo huyện Tiên Du, tinh thần làm việc trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trung tâm hành chính công huyện, tin tưởng rằng mục tiêu phấn đấu 100% tổ chức công dân hài lòng khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm trong năm 2019 sẽ thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, việc chỉnh trang đô thị tại thành phố Hải Dương đang được gấp rút hoàn thành nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân. Dịp Tết năm nay, Công ty Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương thực hiện lắp đặt và trang trí hơn 2.000 chậu hoa, cây cảnh các loại tại các cổng chào, cửa ngõ thành phố, các đảo giao thông trên các tuyến phố chính, đồng thời thực hiện phát tỉa cây xanh đường phố, quét vôi block cây xanh. Năm nay, nhằm đảm bảo 100% hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến phố, công ty đã chủ động việc lắp đặt bổ sung một số khu vực mới phát sinh hay sửa chữa các hư hỏng. Một trong những nét mới tạo điểm nhấn và được nhân dân đồng tình là việc thực hiện lắp đặt mới bổ sung đèn trang trí trên các tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Ngô Quyền
bằng việc huy động từ nguồn xã hội hóa. Hướng tới kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Câu lạc bộ quan họ Làng Đình Cả vừa phối hợp với câu lạc bộ quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du tổ chức canh hát quan họ truyền thống Tổng Nội Tệ. Đây là canh hát đầu tiên được tổ chức với quy mô hàng tổng để mô phỏng phục dựng lại một canh hát quan họ cổ truyền của người xưa. Canh hát truyền thống Tổng Nội Tệ được tổ chức tại Lăng Quận Công Đỗ Nguyên Thụy, thôn Đình Cả. Ông là người có công hiến ruộng vườn, tiền của cho Tổng Nội Tệ để trùng tu đình chùa, mở mang hội hè giữ gìn thuần phong mỹ tục và hình thành tục lệ hát quan họ hàng tổng ở quê hương. Việc tổ chức canh hát tại đây cũng nhằm tôn vinh, phục dựng lại canh hát quan họ cổ, tưởng nhớ công lao truyền dạy quan họ của quận công, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn những làn điệu cổ và lề lối truyền thống của dân ca quan họ Bắc Ninh. Dù mỗi làng, mỗi vùng của xứ Kinh Bắc có một cách hát đặc trưng và lối chơi quan họ riêng, song tất cả người chơi quan họ đều có chung mong muốn là không ngừng cống hiến, góp sức lưu truyền để di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được gìn giữ, trường tồn, phát triển và lan tỏa rộng khắp năm châu bốn bể. Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hưởng ứng lời kêu gọi do Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động, tuổi trẻ toàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều công trình phần việc thiết thực nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách hộ nghèo, với mong muốn mang đến cho người nghèo một cái Tết đầy đủ và ấm áp. Chương trình Xuân Sum Vầy do huyện đoàn Phù Cừ phối hợp với cụm thi đua số 1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Đội sinh viên tình nguyện Hội đồng Hương Hưng Yên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ. Với những chuỗi hoạt động đáng chú ý kéo dài trong 2 ngày như dọn dẹp nghĩa trang, đường làng ngõ xóm, hướng dẫn tham gia giao thông dịp Tết, tổ chức gói bánh chưng và tặng quà 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ đoàn cũng đã tổ chức và chỉ đạo các đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức hoạt động nhằm chăm lo đến đối tượng là gia đình chính sách, các thương bệnh binh, các em học động viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Và đây là một hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa đối với tuổi trẻ và đoàn viên thanh niên đối với các thế hệ đi trước. Tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Đức, huyện Mỹ Hào, chương trình Xuân yêu thương do đoàn trường tổ chức đã mang đến cho học sinh và phụ huynh có con theo học đậm không gian Tết truyền thống. Không chỉ có nhiều gian hàng của các em học sinh được trang trí và bày biện mô phỏng không gian Tết với những hình ảnh quen thuộc như hoa đào, hoa mai, mà tại đây chính các thầy cô giáo trong trường cũng sẽ hướng dẫn các em cách gói bánh chưng, đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa cũng như các phong tục có trong ngày Tết. Đặc biệt hơn nữa, trong chương trình, đoàn trường đã kêu gọi các em học sinh, các thầy cô giáo và phụ huynh cùng chung tay ủng hộ người nghèo trên địa bàn huyện. Ngay sau khi kết thúc chương trình, số tiền quyên góp, những phần quà ý nghĩa, những tình cảm thân thương của chính các em học sinh trong trường sẽ được gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Cái Tết Nguyên đán hàng năm là cái Tết cổ truyền. Thế thì có rất nhiều phong tục, rất nhiều cái nếp mà các cháu học sinh nó không hiểu được. Thế thì trước hết chúng tôi muốn tổ chức cái chương trình Xuân Yêu Thương này để cho các em được trải nghiệm. Và cái mục đích cuối cùng mà tổ chức cái chương trình Xuân Yêu Thương này là gì? Là để nhằm giáo dục các em cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước của mình, hướng về cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình và giáo dục các em cái lòng nhân ái của mình. Ngày Tết cổ truyền đang đến rất gần và với sự chung tay góp sức của tuổi trẻ hướng về người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ góp phần giúp nhiều gia đình đón Tết vui xuân ấm áp, bình an. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên giàu lòng nhân ái. Nhằm gây quỹ từ thiện và tạo sân chơi lành mạnh cho các bé dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trường Mầm non Hoa Sen thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam tổ chức hội chợ xuân năm 2019. Hội chợ diễn ra ngay tại khuôn viên nhà trường đã thu hút rất đông bà con nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh và các bé của trường tham gia. Bên cạnh thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhà trường còn bố trí 21 gian hàng bao gồm khu ẩm thực, khu bày bán lưu niệm, khu trải nghiệm, khu vui chơi có thưởng, khu vui chơi tự do, góc chợ quê. Tất cả các gian hàng đều được bày biện khéo léo và đẹp mắt với những sản phẩm mang đậm phong vị Việt, có nhiều món là sản vật của các miền quê, đặc biệt có cả những món ăn gắn liền với ngày Tết cổ truyền của người Việt. Thông qua hội chợ giúp cho các bé biết và thêm yêu nét văn hóa chợ quê của dân tộc, hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên sum họp, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nhận thức cho trẻ, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường.
Nhân dịp này, nhà trường đã tặng 9 suất quà cho 9 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, nhằm động viên tinh thần học tập cho các em, giúp các em đón Tết cổ truyền thêm ấm áp, vui tươi. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2019. Nhằm giúp các bé được hòa mình vào các trò chơi dân gian bổ ích, hiểu biết thêm về Tết cổ truyền của dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình Ngày hội trải nghiệm của bé Xuân Kỷ Hợi 2019 tại trường mầm non Thăng Long. Đến với chương trình Ngày hội trải nghiệm của bé Xuân Kỷ Hợi 2019, các bé của trường mầm non Thăng Long được tham gia các hoạt động như biểu diễn văn nghệ mừng xuân, mở phiên chợ xuân bán cây cối, bánh kẹo, quà Tết, những thứ rất đỗi thân thuộc với người dân Việt. Được các cô giáo hướng dẫn cách gói bánh chưng, được tiếp xúc với hình ảnh công việc của ông Đồ trong ngày Tết và tham gia các tiết mục văn hóa văn nghệ vui nhộn, sinh động với những chủ đề mùa xuân. Thông qua chương trình, không chỉ giúp cho trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vận động hiểu hơn về văn hóa dân gian của dân tộc, giúp trẻ nhận biết và cảm nhận được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. Theo mục tiêu của tỉnh Nam Định, đến năm 2020, tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch đạt 95%. Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng đời sống của nhân dân vùng nông thôn. Để đạt mục tiêu đề ra, các sở ban ngành liên quan, các huyện điểm mạnh công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư các công trình cung cấp nước sạch nông thôn, tạo điều kiện tối đa theo quy định để các nhà đầu tư sớm khởi công dự án đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nhân dân sớm được sử dụng nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 59 công trình cấp nước sạch nông thôn đang vận hành, khai thác cấp nước cho 134 xã thị trấn với 64,3% dân số nông thôn sử dụng nước sạch. Lo ngại trước tình trạng nguồn thực phẩm từ các chợ không đảm bảo an toàn nên nhiều người đã tìm mua trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc mua bán thực phẩm online đến nay vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hầu hết là tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Hưng Yên. Cuối tháng 12 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 3 bệnh nhân cùng một gia đình tại xã Tống Phan, huyện Phù Cử, nghi do ngộ độc thực phẩm chức năng với các biểu hiện loạn thần, co giật, hôn mê sâu. Sau đó, 3 bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi điều trị khoảng 1 tuần. Đến nay, 3 bệnh nhân đã ra viện. Được biết, trước đó, 3 ông cháu đều uống bột ngũ cốc tăng cân M2 Organic được mua qua mạng. Cái bột này là chị mua mấy tháng cho khách nhưng mà khách thì chị không uống. Thế là chị vẫn cứ để. Để đây là hôm nay chị mới bỏ ra là chị cho uống. Thế mình nghĩ ngay là hay là sáng nay chị cho mỗi uống cái bột ngũ cốc mà chị bị ngộ độc á. Thì gọi xe đưa luôn vào trong này. Nhưng mà trong khi đó gọi cho công ty sáng nay đầu tiên là nghe thì nhà phân phối lại gọi cho giám đốc. Giám đốc bảo là cứ không lo thì ở nhà cho uống nước. Và bây giờ không biết cái gì uống nước ra được. Phải thừa nhận rằng mua thực phẩm trên mạng cũng có những ưu điểm như không mất nhiều thời gian, không mất công chế biến. Chỉ cần một cú điện thoại hay tin nhắn là được phục vụ tận nơi. Tuy nhiên, không phải lúc nào hàng bán cũng đúng như quảng cáo. Những cái thực phẩm về dinh dưỡng thì tốt nhất là mình không lên mua qua mạng quá nhiều làm gì, vì rất khó để kiểm soát, vì đấy là cái thức ăn hàng ngày. Cũng rất nhiều ca ngộ độc do các cái thành phẩm có thể có chứa các chất bảo quản hoặc các chất khác, rất khó để xác định, nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh những tiện ích của việc mua bán thực phẩm online, thì việc sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm khá cao, nhất là hàng bán qua mạng. Vì hầu hết các cơ sở này đều tự phát, kinh doanh không có giấy phép, các sản phẩm chế biến không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Khách hàng thường biết đến cửa hàng thông qua Facebook. Các trang giao vặt và chất lượng sản phẩm chỉ được chủ cửa hàng cam đoan bằng miệng. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua thực phẩm sạch ở những địa chỉ tin cậy, sản phẩm có xuất xứ, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang mà không biết kêu ai. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà. 8 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 8 chốt ngã tư đường giao thông cắt với đường Thái Bình, Hà Nam. Cùng với xây dựng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn, hội cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên, tiếp tục triển khai cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.